Dù đã 7749 lần gây gắt đáp trả Antifen, nhưng dường như lợi quyên vẫn chưa được buông tha. Mới đây, nữ hoàng phòng trà tiếp tục bị một dân mạng soi xét, chỉ trích chuyện hẹn hò Lâm Bảo Châu. Người này khẳng định từng nghe nhạc lợi quyên, tuy nhiên sau khi biết được cô đang hẹn hò phi công trẻ liền có suy nghĩ khác hẳn. Chẳng phải sân si hay anti chị này đâu, thậm chí trước kia còn nghe nhiều nhạc của bả. Nhưng từ khi nghe cặp trai trẻ là mất cảm tình, rồi cũng đường ai nấy đi thôi. Vì nếu là tình cảm thật sự thì người ta giữ cho riêng mình, không ai khoe khoang lố bịch như vậy, về mặt pháp luật trả ai cấm nhưng về đạo đức là biến tướng của tình tiền được phủ lên bởi vỏ bọc lạc yêu, không phải ngẫu nhiên mà dân mạng phê phán nó giống như trào lưu SG với chờ rờ ở nước ngoài vậy. Nếu là tình yêu thật chẳng ai lố như vậy đâu, thời gian sẽ trả lời thôi, một khán giả mỉa mai lệ quyên. Không dài dòng. Lệ Quyên thả nhẹ loạt ai con như cười chảy nước mắt, đeo khẩu trang để đáp trả dân mạng trên. Lệ Quyên đăng ảnh tập luyện tại nhà mùa dịch. Ấy thế mà một dân mạng lại vào ca khịa chuyện tình yêu với Lâm Bảo Châu, khiến Lệ Quyên phản ứng cực thâm thúy. Đáng chú ý, sự việc lần này còn có sự xuất hiện của Hoa hậu Dương Thùy Linh. Theo đó, Dương Thùy Linh có lời nhắn nhủ Lệ Quyên, ẩn ý, ca khịa, luôn anti-fan của đàn chị lần trước em nói rồi nhưng lần này em phải nói lại là công nhận chị nổi quá cơ, kho lao chị có cả những người thú vị tới mức em không nghĩ thập kỷ này vẫn còn tồn tại. Thấy vậy, Lệ Quyên tò mò hỏi, ui thế hả nàng, chị không biết luôn, inbox nhẹ chị xem nào, tuy nhiên Dương Thùy Linh đã vội đính chính, à không, ý là như comment, bình luận, này thôi. Có nhiều người thú vị, suy nghĩ khác mình. Nhiều khi mình sống trong cái bong bóng của mình, vào Facebook của anh chị nổi tiếng mới thấy cuộc sống đa dạng. Theo dòng sự kiện, Dương Thùy Linh ẩn ý mỉa mai anti-fan lệ quyên, nhiều người thú vị tới mức em không nghĩ thập kỷ này vẫn còn tồn tại. Hoa hậu Dương Thùy Linh ra mặt bên vực lệ quyên giữa ôn ao. Nhất cử nhất động của lệ quyên dạo này bị Netiren soi xét rất kỹ lưỡng. Không ít lần cô đã phải xù lông đáp trả gắt với anti-fan.